cái suy dưỡng thấp còi nó ảnh hưởng trên cái cấu trúc cũng như là cái hoạt động của cái não bộ và cái hệ thần kinh của chúng ta. Thì cái chuyện đầu tiên là chúng ta đừng để em bé của chúng ta suy dưỡng, đúng không? Phòng tránh có nghĩa là chúng ta đừng để em bé suy dưỡng và đừng để thiếu các cái dưỡng chất. Vậy thì chúng ta phải hiểu được á, là cái nhu cầu của em bé của mình ở cái lứa tuổi đó bình thường sẽ là bao nhiêu. Và nếu mà sau một cái đợt bệnh hoặc là sau một cái đợt em bé nó phải hoạt động nhiều hơn, chẳng hạn thi cử chẳng hạn, thì cái nhu cầu nó nhiều hơn thì chúng ta sẽ cần phải cung cấp thêm những cái dưỡng chất như thế nào. Đó là chuyện đầu tiên, chúng ta phải hiểu về nhu cầu của em bé. Cái thứ hai, chúng ta phải hiểu về cái sinh lý của cái lứa tuổi ở tuổi đó, ăn được cái gì, tiêu hóa được cái gì, cái gì nó phù hợp. Ví dụ như em bé nó chưa có đủ cái chưa đủ 20 cái răng thì chúng ta sẽ cung cấp những cái dưỡng chất ở những cái dạng mềm, tức là thường là cháo hoặc là cơm nhão tán rồi sữa này kia. Nhưng mà khi em bé nó đủ cái được cái bộ răng rồi thì chúng ta có thể chuyển sang chế độ ăn cơm, những chế độ giống như của người lớn. Tức là chúng ta phải hiểu cái sinh lý của em bé nữa. Cái chuyện thứ ba, chúng ta phải theo dõi được cái tăng trưởng của con mình, xem con mình đang ở cái mức nào. Tức là khi mà em bé nó bắt đầu đã có chậm tăng trưởng, tức là về tốc độ tăng trưởng bị ảnh hưởng, là chúng ta đã phải tìm cách để chúng ta can thiệp rồi, chúng ta hỗ trợ các cái dinh dưỡng cần thiết rồi. Chứ còn để đến khi mà em bé nó rớt xuống ở cái mức gọi là vàng hay là cam hay là đỏ như vậy nãy ở trên cái bảng tăng trưởng thì lúc đó là khá là nguy hiểm. Thì lúc đó là chúng ta phải gọi là phục hồi tích cực hơn cho con. Thì là theo dõi cái tăng trưởng của con. Và thêm một cái nữa đó là chúng ta phải lựa chọn những cái thức ăn, những cái sản phẩm dinh dưỡng nó phù hợp với cái giai đoạn mà em bé nó đang cần. Tức là sau bệnh hoặc là sau hoạt động, sau thi cử gì đó. Thì ngoài những cái thức ăn thông thường thì có thể chúng ta sẽ lựa chọn thêm những cái thực phẩm nào mà nó có cao năng lượng, đồng thời nó có hỗ trợ những cái dưỡng chất cho trí não. Thì mình biết là về cấu trúc não thì là những cái chất béo, và đặc biệt là cái DHA, đặc biệt là cái omega 3 là rất là cần. Thank you.